Chào mọi người, em lên con G320. Này máy móc em đã dọn này, vệ sinh kỹ càng nữa. Con này chạy xích trúng á, xích trúng mà cắt 35. Xích này còn 90%, xích bài. Làm nhóm bố con này biết tống con đẹp á, hơi tụt này xa chị của ấm rô á. Chị của ấm rô hôm nay tua nhánh á, này xài gia đình cỡ củi hay lắm, tắt em tẹt luôn lè đấy. Sáng sớm đi đặng lé đấy. Cảm nhận. Thôi đấy. Nay bảo hành cho mình 6 tháng á. Máy móc này nguyên zin. Dòng này thì dễ nổ tua nhánh. Xài xích trùng nữa, xài gia đình thì ok lắm. Đây. Cửa hàng em nó ở thôn 2 xã Ea Tiêu á. Chưa quên Đắk Lắk á. Rồi, hôm nay em bán 1,5 triệu á, 1,5 triệu.